Dạ vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào tất cả các bác. Tối qua thì hàng bắt đầu về rất là nhiều các bác nhé. Rất là nhiều mẫu đẩy này, công suất này, loa này. Phải nói là rất chi là nhiều. Đấy, những thiết kế các bác mang thương hiệu của Đức. Hàng rất đẹp luôn. Đó. À, đẹp tuyệt vời luôn. Ba trăm cái đẩy các bạn, 300 cái đẩy luôn. Quá chi là nhiều luôn. 12 giờ đêm qua là bắt đầu về. Nay thì Thắng Hoàng sẽ bóc ra gửi tới các bác các mẫu mã hôm tối nay về, tối qua về. Đó. 200 con đẩy này hôm qua nó làm em phát này. Hôm nay lặc không được luôn. Đứt luôn cái móng rồi. Hàng này nó rất là nặng. Nó đóng gói 3-4 cái trong một thùng bê. Không có sức, người đang mệt bê không có sức là nó tuột tay ngay. Nó rất là nặng các bác. Thùng, một thùng nó đóng 3 cái đẩy. Mà bây giờ các bác bảo có những cái loại đẩy nó nặng 20kg một con, 3 con 60kg, 70kg. Cái loại sắt thép này nó vô cùng nó là nặng. Đấy. Cho các bác xem mẫu đẩy này nhá. Đây có con đẩy 4 kênh này. Đẩy 4 kênh này, nặng 2 nguồn, lát TD. Đẹp xuất sắc luôn. Mọi người xem video của em ủng hộ cho em một nút like nha các bác nhá. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật video giới thiệu sản phẩm hàng ngày. Đấy, thì bây giờ thì Thắng Hoàng cũng chỉ làm cái video báo thông báo với các bác là hàng đã có về bên cửa hàng em rất là nhiều. Mọi người đón chờ em phân ra từng loại, từng mẫu mã em giới thiệu với mọi người nhá. Cảm ơn tất cả các bác, xin kính chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video gần nhất, sớm nhất, nhanh nhất ạ.